Tiếp tục các chương trình trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An ngày hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi bản tin thời sự. Thưa quý vị, dịch bệnh đã bước đầu được kiểm soát, nhưng bên trong các bệnh viện dã chiến, các trung tâm hồi sức, cuộc chiến của các y bác sĩ trong việc giành lại sự sống cho bệnh nhân vẫn đang âm thầm diễn ra với quyết tâm cao nhất. Tại trung tâm hồi sức bệnh nhân COVID-19 đặt tại Long An, trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, hiện có hơn 200 bệnh nhân được tiếp nhận và điều trị với tinh thần đó. Tính đến cuối tháng 9, có 96 bệnh nhân được ra viện. Khu điều trị của trung tâm hiện có 150 giường ICU, chia làm 3 tầng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tầng 1 có 10 giường cho bệnh nhân chuẩn bị xuất viện, tầng 2 có 90 giường dành cho bệnh nhân nặng, bệnh nền, tầng 3 có 50 giường hồi sức tích cực ICU. Mình thực hiện theo cái quyết định của Bộ Y tế. Một là sử dụng các cái thuốc thì Bộ Y tế lúc nào cấp cũng rất là đủ cho trung tâm cũng như là các tỉnh, đặc biệt là tỉnh Long An. Đấy thì cái thứ hai nữa là sử dụng các cái kỹ thuật thì trong đấy thì kỹ thuật cao gần như là cao nhất trong chuyên ngành hồi sức, đấy là ECMO thì mình đã dùng. Ngoài ECMO ra thì còn có lọc máu cấp cứu, lọc máu hấp phụ, lọc máu liên tục. Đấy là các cái kỹ thuật cao mà trung tâm vẫn đang áp dụng. Với hệ thống thiết bị y tế hiện đại như máy thở oxy dòng cao HFNC, máy ECMO, máy truyền dịch, máy lọc máu, máy theo dõi bệnh nhân, cùng đội ngũ y bác sĩ có tay nghề, nhiều kinh nghiệm. Thời gian qua, trung tâm đã có nhiều đóng góp cho tỉnh Long An trong công tác phòng chống dịch, nâng cao hiệu quả điều trị người bệnh COVID-19, góp phần kéo giảm tỷ lệ người bệnh COVID-19 tử vong trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, Bộ Tài chính sẽ xuất 742,62 tỷ từ quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua, vận chuyển và tiếp nhận 5 triệu liều vaccine Abdala do Cuba sản xuất. Đây là nội dung trong quyết định của Thủ tướng, được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thừa lệnh ký vào ngày 30 tháng 9. Bộ Tài chính được giao xuất quỹ vaccine, còn Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng việc sử dụng số kinh phí nêu trên. Việc quản lý sử dụng thanh quyết toán số kinh phí nêu trên được yêu cầu thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch. Sau hơn một tháng tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 Trung ương, trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên ở Long An, ngày 30 tháng 9, đoàn chiến sĩ tình nguyện thuộc Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về đơn vị. Ghi nhận sự hỗ trợ đóng góp tích cực của đoàn chiến sĩ áo xanh trong suốt thời gian có mặt tại trung tâm, các thành viên ban lãnh đạo trung tâm đã gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành tới 10 chiến sĩ, đồng thời nhấn mạnh, trung tâm là đơn vị may mắn khi có cả hai lực lượng bộ đội và các chư tăng tình nguyện đến hỗ trợ. Không chỉ giúp đỡ cho các hoạt động tại trung tâm mà còn là nguồn động viên tinh thần cho những người bệnh. Nhân dịp này, ban lãnh đạo trung tâm cũng gửi đến đoàn chiến sĩ những phần quà mang giá trị tinh thần, chúc các chiến sĩ sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại đơn vị. Đến đón đoàn chiến sĩ hoàn thành nhiệm vụ trở về đơn vị, ban chỉ huy quân sự thị xã Kiến Tường cũng đã tặng giấy khen cho 10 chiến sĩ đạt thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Nhằm kịp thời động viên, ghi nhận những đóng góp tích cực của các lực lượng đối với công tác phòng chống dịch COVID-19, mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An đã trao tặng giấy khen cho 50 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Trong đợt dịch lần thứ tư, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động 75 cán bộ chiến sĩ đến hỗ trợ tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Tân An. Các chiến sĩ đã trực tiếp tham gia tuần tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung, phục vụ nhân dân các khu vực bị phong tỏa, cách ly. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Tân An ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự phấn đấu của các cá nhân, đồng thời trao tặng giấy khen cho 50 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, nhằm cổ vũ, động viên các cá nhân tiếp tục khắc phục khó khăn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng, nhanh chóng đẩy lùi dịch COVID-19. Nhằm tiếp bước học sinh đến trường trong năm học mới, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Lức, huyện đoàn, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh huyện cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải Võ Minh Hoàng phối hợp tổ chức trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại các xã Lương Bình, Lương Hòa và An Thạnh. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 300.000 đồng tiền mặt và 10 quyển tập cho các em học sinh. Tổng kinh phí trao học bổng đợt này hơn 30 triệu đồng. Đây là hoạt động thường xuyên của Công ty trách nhiệm hữu hạn Vận tải Võ Minh Hoàng vào mỗi năm học. Với những suất học bổng được trao tặng, công ty mong muốn cùng chính quyền địa phương các cấp chung tay san sẻ khó khăn,
tiếp thêm tinh thần, động lực để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục đến trường. Chuyển sang những nội dung khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đước đã tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn quý 3 năm 2021 về phục hồi tăng trưởng, tăng cường nhiệm vụ kinh tế xã hội và phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình chuyển sang trạng thái bình thường mới. Trong 9 tháng năm 2021, mặc dù chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19, song Ủy ban Nhân dân huyện triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tập trung, lãnh chỉ đạo thực hiện tốt mục tiêu kép trong phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đước chỉ đạo các ngành, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế huyện, xã và nhiệm vụ của từng ngành, tập trung thu ngân sách đạt 100%, tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn xây dựng cơ bản. Kế đó, chú trọng quan tâm sản xuất lúa mùa đông xuân, làm tốt công tác tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc gia cầm, quyết liệt phòng chống bệnh viêm da nổi cục ở châu bò, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trên con tôm và cây rau. Đặc biệt, phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, nhất là chú trọng công tác tiêm vaccine, bảo đảm an toàn cho học sinh khi trở lại trường, quyết tâm phục hồi tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15 tháng 10 năm 1956, 15 tháng 10 năm 2021, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Tân Hưng tổ chức chương trình Tôi yêu Tổ quốc tôi với nhiều hoạt động ý nghĩa tại xã Hưng Điền. Theo đó, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện phối hợp với Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Hưng Điền trao tặng 20 phần quà gồm gạo và các nhu yếu phẩm cho gia đình thanh niên là tín đồ tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 450.000 đồng. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Thanh niên thành lập mô hình vườn cây sinh kế với 5 thành viên, tham quan thực tế vườn ươm dừa giống và vườn dừa đang cho trái của thanh niên Nguyễn Hoàng Anh tại ấp Ba Gò. Thông qua các hoạt động nhằm đẩy mạnh triển khai phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, giáo dục hội viên thanh niên ý thức phấn đấu vươn lên, lập thân lập nghiệp, xây dựng đất nước, nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện vì an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, đặc biệt là thanh niên tín đồ tôn giáo bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, giúp họ ổn định cuộc sống. Công đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Long An vừa đến thăm và hỗ trợ 50 triệu đồng cho Bệnh viện Dã chiến số 24, huyện Cần Giuộc. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần trách nhiệm, góp thêm nguồn lực cùng chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19 của đơn vị. Ông Ngô Thanh Sơn, Giám đốc Bệnh viện Dã chiến số 24, cảm ơn, ghi nhận sự quan tâm, đồng hành của Công đoàn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An. Sự chung tay của các tổ chức cá nhân là nguồn động viên, tiếp sức để lực lượng y bác sĩ, nhân viên tại đây nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Hiện Bệnh viện Dã chiến số 24 đang điều trị cho hơn 400 bệnh nhân. Trong quá trình làm nhiệm vụ, đội ngũ y tế luôn thực hiện tốt các nguyên tắc về phòng chống dịch, điều trị bệnh nhân, góp phần cùng với địa phương sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19. Thưa quý vị, vụ thu đông, vụ mùa năm 2021 tại các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long đã chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19. Dù kết quả sản xuất cơ bản đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, song sản lượng lúa đã giảm 22.000 tấn. Đây là thông tin tại hội nghị trực tuyến sơ kết sản xuất vụ thu đông, vụ mùa và triển khai kế hoạch vụ đông xuân các tỉnh Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long diễn ra vào sáng ngày 1 tháng 10. Nếu như những tháng đầu năm 2021, ngành lúa gạo Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng về sản xuất do thời tiết thuận lợi và một số hiệp định thương mại mở ra lợi thế đối với xuất khẩu mặt hàng gạo. Tuy nhiên, lũy kế đến tháng 8 năm 2021, xuất khẩu gạo giảm 13,42% về lượng và giảm 5,48% về giá trị. Do tác động từ dịch COVID, nhiều địa phương sản xuất bị thiếu nhân công thu hoạch, vật tư đầu vào biến động thất thường. Đặc biệt, tình hình tiêu thụ lúa gạo bị ảnh hưởng nặng nề, có lúc bị đứt chuỗi cung ứng xuất khẩu. Hiện nay, hệ thống thương lái doanh nghiệp đang tăng mua trở lại. Tuy nhiên, nguồn tín dụng dành cho đối tượng doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gạo vẫn khó khăn. Các nhà lãnh đạo chính trị tại Hà Lan vừa đạt được bước đột phá sau 6 tháng đàm phán thành lập liên minh. Với việc ông Mark Rutte, một trong những lãnh đạo cầm quyền lâu nhất tại châu Âu, chuẩn bị tiến tới việc tái điều hành chính phủ trước đó của ông. Tình hình chính trị tại Hà Lan đã rơi vào bế tắc kể từ khi Đảng Nhân dân vì Tự do và Dân chủ trung hữu của ông Mark Rutte giành hầu hết số ghế trong quốc hội trong cuộc bầu cử hồi tháng 3, theo sau là Đảng Dân chủ 66 cấp tiến. Tuy nhiên,
mới đây đại diện đảng Dân Chủ 66 cấp tiến cho biết sẽ tham gia đàm phán với liên minh gồm 4 đảng để tránh cuộc bầu cử mới. Hàn Quốc đang cân nhắc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP như một phần trong nỗ lực đóng vai trò tiên phong trong thúc đẩy thương mại khu vực. Phát biểu tại cuộc họp với các chuyên gia thương mại trong nước, Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-ko nhấn mạnh, Seoul được coi là một đối tác lý tưởng của các nước tham gia CPTPP xét về khả năng cạnh tranh trong các ngành công nghiệp và công nghệ. Ông cũng đề cao tầm quan trọng của CPTPP trong việc đưa Hàn Quốc đạt được vị trí dẫn đầu về thương mại ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như phát triển hơn nữa chuỗi cung ứng. Theo Bộ trưởng Yeo Han-ko, Hàn Quốc đã và đang nỗ lực mở rộng quan hệ thương mại với các đối tác từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương để đa dạng hóa doanh mục xuất khẩu của mình. Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ tiếp tục thu thập ý kiến từ các doanh nghiệp địa phương và các chuyên gia để đối phó với những biến đổi trong môi trường kinh doanh toàn cầu. Australia và Liên minh châu Âu đã tạm hoãn đàm phán về thỏa thuận thương mại song phương. Thông báo trên được Bộ trưởng Thương mại Australia đưa ra hôm qua, trong bối cảnh những tranh cãi liên quan việc Canberra hủy hợp đồng mua tàu ngầm trị giá 40 tỷ đô la Mỹ với Pháp vẫn chưa hạ nhiệt. Bộ trưởng Thương mại Australia Dan Tehan xác nhận, vòng đàm phán thứ 12 dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 10 đã bị hoãn một tháng, và ông sẽ gặp người đồng cấp Liên minh châu Âu vào tuần tới để thảo luận về vấn đề này. Tuy nhiên, ông Tehan đã từ chối bình luận về ảnh hưởng của việc hủy bỏ thương vụ tàu ngầm giúp Pháp tới diễn biến này. Australia trước đó thông báo rút khỏi thỏa thuận đóng tàu ngầm truyền thống giúp Pháp để chuyển sang đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân theo công nghệ của Mỹ và Anh sau khi tham gia đối tác an ninh ba bên với hai nước. Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính Anh Simon Clark cho biết, cuộc khủng hoảng nhiên liệu tại Anh đang dần được kiểm soát và sẽ sớm cải thiện được tình trạng cạn kiệt nhiên liệu tại các trạm xăng hiện nay. Truyền thông Anh dẫn một số nguồn tin trong ngành xăng dầu nước này cho biết, xăng dầu sẽ được phân phối trực tiếp tới các gara và trạm bán lẻ, thay vì tới các công ty lớn như trước đây, nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tại các trạm hiện nay. Trong tuần qua, nhiều cây xăng ở các thành phố lớn trên khắp nước Anh rơi vào cảnh cạn kiệt và nhiều người dân không thể mua được nhiên liệu. Trong khi nguồn cung bị ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu quốc tế tăng cao, các công ty xăng dầu cũng cho biết không có đủ tài xế lái xe tải để vận chuyển xăng dầu từ cơ sở lọc dầu tới các trạm xăng. Để khắc phục tình trạng này, chính phủ Anh đã điều động binh sĩ tham gia lái xe bồn cung cấp xăng dầu cho các trạm xăng. Hôm qua 1 tháng 10 là ngày đánh dấu tròn 50 năm ra đời công viên của những điều kỳ diệu Disney World. Cột mốc trọng đại này được đại gia đình nhà chuột Mickey tổ chức với một chương trình biểu diễn nghệ thuật ánh sáng cũng như nhiều trò chơi thu hút. Mở cửa tại năm 1971, Disney World ở thành phố Orlando, bang Florida của Mỹ không chỉ là công viên lớn nhất của Disney mà còn là công viên giải trí lớn nhất thế giới. Với diện tích lên tới hơn 100 km², Disney World là vũ trụ thu nhỏ với nhiều công viên chủ đề, công viên nước và nhiều khu vực giải trí mang sắc màu quyền diệu và lấp lánh, thu hút những tâm hồn mơ mộng mọi lứa tuổi. Để kỷ niệm cột mốc 50 năm, Disney đã thiết kế logo hoàn toàn mới, kèm với đó là nhiều hoạt động kỷ niệm tưng bừng trong thế giới phép màu. Đặc biệt, khách tham quan sẽ được trải nghiệm một cuộc phiêu lưu trên ghế thực tế ảo trong nhà bếp của chuột Remy trong phim hoạt hình nổi tiếng Ratatouille. Với gần 50 tỷ lượt xem cho riêng các video du lịch, TikTok đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều người đam mê du lịch trong thời kỳ giãn cách xã hội. Trong danh sách được công bố mới đây về điểm đến du lịch được xem nhiều nhất, Việt Nam đã nằm trong số 25 nước có số lượt xem hàng đầu. Có đến 9 quốc gia châu Á lọt vào top 25 các địa điểm thu hút người xem, như Nhật Bản với hoa anh đào, Ấn Độ với đền Taj Mahal và bờ biển cát trắng tuyệt đẹp của Việt Nam, Philippines và Thái Lan. Với hơn 460 triệu lượt xem, hiện Nhật Bản là điểm đến du lịch hàng đầu trên TikTok, trong khi Việt Nam đứng thứ 6 với 107 triệu lượt xem. Châu Âu có 7 quốc gia lọt vào top 25 nhờ những kiến trúc phức tạp và đầy màu sắc, cũng như các công trình lịch sử, trong đó có video du lịch về Nga đứng vị trí thứ nhì. Ở hạng mục những thành phố được ghé thăm nhiều nhất trên TikTok, New York của Mỹ đứng đầu bảng,
Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam đứng thứ 5 trong top 25 thành phố toàn cầu.